Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất tăng 12,5 đến 20,8% với 3 nhóm. Lương hưu bình quân dự kiến tăng lên 5,2 đến 6,3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được thông qua. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính toán có khoảng 3,4 triệu người với 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu. Dự kiến tổng số tiền chi cho tăng lương 6 tháng cuối năm khoảng 15.000 tỷ đồng.